Alo, bây giờ mình cùng chuyển sang bài đọc tiếp theo của mình nha, là bài đọc 7 câu, bài đọc mà chủ về về Covid-19. Cái phương pháp làm bài đọc, anh đã có nói rồi, hay là mình đọc những câu, những đoạn đầu tiên để biết bài đọc, mình nói về chủ đề gì bạn đọc cho anh nè. À? Covid-19, một căn bệnh truyền nhiễm coronavirus mới, đúng không ạ? Một căn bệnh truyền nhiễm coronavirus mới, thì đang lan nhanh trên toàn cầu, đúng không? Vào, vào cái gì? Ờ... Uh, vào ngày 25 tháng 3 thì có hơn 450.000 ca nhiễm ở 196 quốc gia. Những tổ chức sức khỏe cộng đồng thì đang khuyên người dân là không nên đi du lịch và hãy ở trong nhà đi càng nhiều càng tốt để hạn chế cái tốc độ lây lan của dịch bệnh. Nếu như mà gì, nếu như mà có những người khác ở một cái địa điểm du lịch thì bạn sẽ có nguy cơ nhiễm COVID-19 từ họ và bạn cũng sẽ có nguy cơ là sao truyền Covid-19 cho họ nếu như bạn không thể dịch chuyển tức thời một cách thần kỳ chính bản thân bạn đến một cái hòn đảo độc lập hoặc là đỉnh của một ngọn núi thì cái nơi an toàn nhất để du lịch chính là sau vườn của mình và trên ban công và cái tình này là sân vườn nhé các bạn sân sau sân sau sân sau Phá thai nó là dịch, chuyển tức thời Dịch chuyển tức thời Dịch chuyển tức thời Đúng không? Vậy đọc xong rồi, đọc bắt đầu tiên anh sắp định bài đọc mà nói về chủ đề gì? Chủ đề Covid-19 ai cũng biết đúng không? Covid-19 to, to, nó, nó bự trời bá nè Nhưng mà cụ thể là gì? Cụ thể là nếu như có những người khác ở cái điểm du lịch của mình cái destination là cái điểm đến, cái điểm du lịch của mình tới ha. Thì mình sẽ có nguy cơ nhiễm Covid-19 từ họ. Và mình cũng sẽ có nguy cơ lan Covid-19 cho họ. Cho nên cách tốt nhất là mình nên ở nhà đi, đúng không? À, cái cách tốt nhất là mình hãy đi du lịch ở sân sân sau hoặc trên ban công nhà mình. Vậy đó hôm nay thôi, anh xác định bài đọc và nói về chủ đề gì các bạn? Mình coi mình lại đáp án là không nha. Mình có câu số mình có câu về main nha. Câu nào dưới đây là cái nhân đề tốt nhất cho cái đoạn văn này? Câu A là gì? Câu A là là cái reality, cái cái sự thực tế, cái sự thật về Covid-19. Người ta không mà nói sự thật đúng không? Câu này lại. Rồi. À, có thể liệu rằng là có thể có những cái nơi an toàn để du lịch không? Câu B là gì? Câu B là quốc gia những quốc gia không an toàn cho du khách. Và câu đề là làm sao bảo vệ bản thân mình khi đi du lịch trong mùa dịch Thì những cái câu này đều có khả năng đúng cho mình để câu hỏi cuối cùng mình làm ha. Bạn xem câu số 2 Với từ sale trong đoạn văn thứ hai ám chỉ điều gì Thằng này rất dễ bạn nhìn cho anh nè Đoạn văn thứ hai người ta bảo là gì Thậm chí nếu như bạn muốn đi du lịch Thì ngay bây giờ điều đó gần như không thể Đúng không? Hầu hết các quốc gia đều đã đóng cửa biên giới của họ đối với non-nationals hoặc là những cái uh, chuyến đi không cần thiết đúng không những hãng hàng không thì cũng đang cắt giảm những chuyến bay đúng không ạ và gì và ngưng hoạt động kinh doanh ngưng hoạt động kinh doanh một cách hoàn toàn đúng không vậy rõ ràng trong này là cắt giảm rồi vậy cắt giảm có nghĩa là gì cắt giảm có nghĩa là ngăn chặn không đúng lan nhanh không đúng mở rộng không đúng mà là hạn chế câu b dễ ha tiếp tục câu nào dưới đây là cái bằng chứng Huh? Câu nào dưới đây evidence Các bạn thấy người ta dùng không? Người ta dùng evidence huh? Người ta dùng evidence Evidence danh từ không đếm được nha mấy đứa Không không đếm được nha Câu nào dưới đây chính là những cái bằng chứng Mà chúng ta có Mà gì mà, mà chúng ta gần như là không thể đi du lịch Ngay bây giờ Được đề cập đến trong đoạn văn số 2 Ngoại trừ tức là mình tìm câu sai đúng không? Bây giờ mình xem đoạn văn số 2 Nói gì vậy? bạn nhìn cho anh Đoạn văn số 2 người ta bảo là đoạn văn số 2 người ta bảo là gì? Là nếu như bạn muốn đi du lịch ngay bây giờ thì điều đó gần như là điều không thể. Hầu hết các quốc gia đều đã đóng cửa biên giới của họ đối với non-national hoặc là những chuyến... Uh, chuyến đi không cần thiết những hãng, những hãng hàng không thì cũng đang cắt giảm những chuyến bay và chấm dứt cái hoặc cái gì và ngưng hoạt động ngưng hoạt động kinh doanh một cách hoàn toàn và nhiều người á, thì đang cố gắng tìm cách để quay về quê hương của họ từ nước ngoài một vài chính phủ thì đã ra lệnh phong tỏa và khoảng 20% dân số thế giới cần cái lý do chính đáng, cái lý do thức đáng để họ rời nhà, đúng không? Ở Mỹ thì ít nhất là 100 triệu người Mỹ thì đang ở trong giai đoạn lockdown, phong tỏa. Tiếp nào. Dân số của India, của India, dân số của India là 1,3 tỷ. Thì cũng đang dưới cái sự phong tỏa rất là nghiêm nghiêm ngặt Du lịch thậm chí là băng qua những cái thị trấn thôi Thì cũng bị hạn chế với hầu hết những chính phủ Thì họ đang khuyến khích cư dân của họ là gì? Là hãy ở nhà đi Và nhiều những cái công viên, những cái bãi biển Hoặc những cái nhà hàng thì cũng đóng cửa rồi Đúng không? Và đọc, sau đó thứ hai nó nói bà này, Câu nào sau đây không được đề cập đến như là một cái minh chứng đúng không? chắc có việc là mình không thể đi du lịch ngay bây giờ. câu a là hầu hết các quốc gia đều đóng cửa biên giới của họ. câu này đúng đúng với mình lại ha. câu b là gì? câu b là bạn có thể là một trong một phần mười lăm dân số thế giới cần cái lý do hợp lý để rời nhà. câu này đúng không? một phần mười lăm dân số thế giới bạn nhìn cho anh à, đây khoảng hai mươi phần trăm dân số thế giới thì cần cái lý do thích đáng để rời nhà. với bạn lấy cho anh nha. Mấy bạn lấy cho anh 20 Mà chia cho 100 Thì có phải bằng 1 phần 5 không? 1 phần 5 đúng không? 20 chia 100 Thì người ta bảo là 1 phần 5 Ờ à, Chị cho mày đúng rồi, 1 phần 5 đúng rồi, đúng không? Bạn có thể là một trong khoảng 1 phần 5 dân số thế giới thì cần lý do học lý rồi nha. Con này cũng đúng rồi lại luôn, ha? 1 phần 5. À, tiếp theo là gì nhỉ? hầu hết chính phủ đang encourage, đang khuyến khích cư dân của họ quay về nhà từ nước ngoài. Câu này không có, à. chính phủ không hề khuyến khích chọn câu C luôn ha. Đó, rồi tiếp tục sang câu số 4. Câu số 4 tôi hỏi là gì? Câu số 4 tôi hỏi là từ dây cho văn thứ ba ám chỉ là điều gì? The rồi dây trong đoạn văn thứ ba ám chỉ là điều gì? Bạn nhìn cho anh từ word dây này. Dây làm đây đúng không? Mình đọc trước đó thôi. bạn có thể nghĩ rằng những quốc gia hiện nay mà có cái tỷ lệ ca nhiễm thấp là an toàn nhưng thực tế chúng thì không và chúng là ai chúng là những quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm thấp nên đáp án đúng mình là câu a luôn ha những quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm thấp không phải là những bãi biển không phải là những ca nhiễm cũng phải là chính phủ được đúng không sang câu 15 từ từ này có nghĩa là chính xác accurate chính xác chính xác bằng precise ha. câu này dễ quá sang câu 16 câu nào dưới đây được à, tác giả đề cập đến cái hòn đảo lần này trong đoạn văn thứ ba như là một ví dụ của như là một ví dụ gì? Thế bạn nhìn đoạn thứ ba ta đề cập đến là ha là những cái ca nhiễm Covid-19 nhẹ đó thì có thể đang đẩy cái tốc độ lây lan nhanh của đang gây ra cái cái sự lây cái, cái cái, cái sự lan truyền nhanh chóng của dịch bệnh. Và chúng ta nên cho rằng là có nhiều những ca nhiễm hơn cái mà đang được ghi nhận. Ví dụ nè, cụ thể nè, ví dụ cụ thể là ở cái hòn đảo này, đúng không mà Cái quốc gia mà họ test ở phần đa dân số của họ, thì một nửa trong số đó thì là test dương tính. Nhưng mà sao? Nhưng mà không có triệu chứng. về rõ ràng là gì? Rõ ràng là tác giả đề cập đến cái hòn đảo này trong đoạn văn thứ ba như là cái ví dụ của việc là chúng ta có thể mắc Covid-19 mà không có triệu chứng đó. Đúng là câu. À luôn. Hả? Đây nè. Đúng không? Một nửa dân số test dương tính nhưng lại không có triệu chứng hả sang câu tiếp theo mấy đứa câu số 17 ý là gì nhỉ theo đoạn văn thứ tư này câu nào sau đây là đúng đúng rồi đoạn văn thứ tư nha câu a là gì câu a là những quốc gia giàu có thì an toàn hơn để du lịch hơn là những quốc gia đang phát triển câu b là gì câu b là gần như mỗi quốc gia trên thế giới đang bị đe dọa bởi covid 19 câu c là italy mỹ và Spain thì đang có thể giải quyết những cái ca nhiễm dương tính đó, tốt hơn trung quốc và câu d là những quốc gia mà có du khách nước ngoài thì có thể giảm được cái số lượng những cái khu vực uh, nhạy cảm thế bạn nhìn cho anh rồi ban cuối cùng một vài những quốc gia mà à, một vài những cái khu vực dễ bị tổn thương nhất trên toàn thế giới chính là những cái điểm đến phổ biến cho kỳ nghỉ. Những cái quốc gia này nè, những cái quốc gia mà có nhiều du khách quốc tế thì chính là cái cú hit đầu tiên, đúng không ạ? À? Và họ cũng chính là cái quốc gia mà cư dân của họ thì đi du lịch rất là nhiều. Covid-19 thì đang lan nhanh từ những quốc gia đang phát triển nơi mà nhiều người họ có thu nhập thấp, đúng không ạ? À? Hệ thống y tế sức khỏe thì không được tài trợ virus thì cũng lan nhanh đến những quốc gia mà có gì có những đứa trẻ bị suy dinh dưỡng, những người nhiễm HIV, những uh, những người người gì ta? Tôi quên mất tiêu rồi. Du mục và những cái người mà họ bị di cư đúng không ạ? À? Những cái quốc gia này thậm chí còn không có khả năng xử lý những cái ca nhiễm sắp đến tức là less là ít hơn ít hơn ít là người ít hơn thì sao ta thì là những cái quốc gia này nè thì cái khả năng mà họ giải quyết những cái ca nhiễm này nè thì thậm chí còn ít hơn Italy nữa cơ đó Mỹ Spain và những quốc gia có cái số lượng ca virus lớn nhất sau Trung Quốc thì đọc xong đây bạn nhìn cho anh nè người ta bảo là những quốc gia giàu có thì an toàn hơn để du lịch đúng không không đúng không Mỹ Trung Quốc là toàn nữa bạn nhìn nè hả huh? Italy là Mỹ Trung Quốc China là đúng không là cái gì ca nhiễm lớn nhất không đúng làm gì an toàn Italy ở Mỹ nước nào Spain thì có thể xử lý những ca nhiễm dương tính tốt hơn Trung Quốc phải không không đúng không? người ta bảo là gì người ta bảo chính là những quốc gia này nè những quốc gia này thậm chí xử lý những cái ca nhiễm còn kém hơn Italia cơ cho nên không phải con này sai thông tin những quốc gia có du khách quốc tế thì có thể giảm sai không thể giảm mà sẽ có thể giảm được đó đúng là câu b tức là gần như tất cả quốc gia trên thế giới đều bị đe dọa bởi covid 19 các bạn nhìn cho ngoài này nè cho nè có phải là covid 19 lan nhanh từ những từ gì? từ những khu vực dễ bị tổn thương nhất không? Đúng không những khu vực dễ bị tổn thương nhất chính là gì chính là những địa điểm du lịch đúng không? Những quốc gia mà có sao? Có nhiều du khách, đúng không mà Tiếp sau, những quốc gia đang phát triển đến những quốc gia đói nghèo và những quốc gia phát triển. Thì vậy thì rõ ràng gì? Covid-19 đang đe dọa hầu như mọi quốc gia. Nên đáp án đúng của mình phải là câu B. Hả? Sang câu số 10, câu câu comment ID comment idea. Vậy thì bài học mày có nói nó có chỉ cho mình cái quốc gia nào là không an toàn du lịch không? không đúng không nó có bảo cho mình là làm sao mình bảo vệ bản thân mình khi mà mình đi du lịch không không đúng không mà nó gì nó nói là liệu rằng có những cái điểm đến an toàn để du lịch hay không vậy câu trả lời là là không có đúng không đúng không vậy đó đúng là câu b hợp lý nhất nha vậy hỗ trợ bạn sửa xong bài đọc 7 câu rồi bài này khá là dễ nha mấy đứa